chuyện ngày và đêm. Ngày xửa ngày xưa, mặt trăng, mặt trời và gà trống cùng ở với nhau trên trời. Mặt trăng có một cái áo rất đẹp, gà trống có một cái mũ màu đỏ. Mặt trăng thích cái mũ của gà trống lắm. Một hôm, mặt trăng bảo gà trống: "Này gà trống, chúng ta đổi áo và mũ cho nhau đi. Bạn đưa cái mũ đỏ của bạn cho tôi sẽ đưa cái áo của tôi cho bạn nhé." "Không không, tôi chẳng thích cái áo của bạn đâu. Tôi không đổi mũ lấy áo đâu." Mặt trăng cứ gạ đổi mãi, nhưng gà trống nhất định không chịu. Mặt trăng bực quá, nhân lúc gà trống không để ý, mặt trăng liền vứt ngay chiếc mũ của gà trống xuống đất. Gà trống tiếc cái mũ quá, vội bay xuống mặt đất để nhặt mũ. Mặt đất thì mênh mông và tối đen, biết tìm mũ ở đâu bây giờ? Gà trống bay hết nơi này đến chốn khác, tìm mãi vẫn không thấy mũ đâu. Bỗng, gà trống sực nhớ tới mặt trời, bèn cất tiếng gọi: "Mặt trời ơi, mặt trời ơi!" Mặt trời đang ngủ, nghe gà trống gọi, vội vén màn mây nhìn xuống dưới đất. Những tia nắng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi. Gà trống nhìn ngay thấy mũ đỏ của mình đang mắc trên một cành cây. Nó sung sướng nhặt lấy mũ và đội ngay lên đầu. Gà trống vỗ cánh định bay lên trời, nhưng nó mệt quá, không còn đủ sức để bay lên nữa. Gà trống cầu cứu mặt trời: "Mặt trời ơi, mặt trời, kéo em lên với, em mệt quá, em không thể bay được nữa." Mặt trời làm sao có thể kéo nổi gà trống lên trời được, đành an ủi: "Thôi, gà trống chịu khó ở dưới đất vậy, cứ khi nào ngủ dậy, gà trống hãy cất tiếng gọi, mặt trời ơi, thì mặt trời cũng sẽ thức dậy trò chuyện với gà trống nhé." Từ lúc đó trở đi, mỗi khi thức dậy, gà trống cất tiếng gáy thật to để đánh thức mặt trời cùng dậy với mình. Mọi người gọi lúc đó là ngày. Còn mặt trăng thì giận gà trống không đổi mũ cho, nên cứ đợi đến khi gà trống và mặt trời đi ngủ mới thức dậy. Mọi người gọi lúc đó là đêm.